Xin chào mọi người. Mình cũng rất là may mắn là cái chủ đề của mình đi sâu chủ đề của anh Toàn. Thì anh Toàn cũng đang quan bóp một chút về cái khái niệm Observability. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu mình là Nghi. Hiện là mình head của Data và Tech của Amanos. Thì trước khi mà đi vào vấn đề về Data Observability á, thì phía Amanos mình bắt đầu bởi cái câu chuyện là làm sao build một cái reliable data system. Thì cái khái niệm Data Observability bản chất cũng là mượn từ cái khái niệm của các phần quản lý về system, là System Observability. Để build một cái data, một cái hệ thống data mà nó đáng tin cậy á, thì nó có rất là nhiều bước. Nhưng mà cái bước foundation đầu tiên là hệ thống của mình phải quan sát được, kiểm tra được, detect được lỗi nhanh chóng nhất. Thì đây là một cái phần của mình ha. Thì giới thiệu một chút xíu cho các bạn á, thì Amanos là một công ty công nghệ âm nhạc tương tác. Bên phía Amanos mình đã là một trong những publisher với số lượng download là trên 2 tỷ download. Đây là một cái thành quả cũng tương đối là đáng tự hào, một trong những công ty Việt Nam top đầu về số lượng download về âm nhạc. Trong quá trình build á, không biết các bạn nào hoặc là doanh nghiệp nào đã từng có thắc mắc hoặc là đã từng có khó khăn trong một cái câu hỏi mà rất là tự nhiên là làm sao mình trust vào cái data system của mình. Có lúc các bạn có thể thấy thắc mắc là data nhà mình có tin được hay không? Có khi nào là các bạn developer đang tính toán hoặc là ra những con số hên xui không? Hoặc là cái nguồn data nhà mình có thể là ở đến từ đâu? Cái nhóm mà cung cấp data có đáng tin cậy không? Thì rất là nhiều vấn đề. Thì để build, đây là một cái câu hỏi rất là mở ha. Nên để build được một cái hệ thống và data mà nó đáng tin cậy thì không hề dễ tí nào. Thì đó là cũng là cái bước đầu tiên mà chúng mình cũng đặt câu hỏi để tiếp tới những cái phần tiếp theo. Thì để một chút xíu mình qua mất thì mình có một vài cái slide nhỏ để đặt câu hỏi lại về data. Có một vài cái đặc điểm của data ha. Thứ nhất là data thì đôi khi nó là những cái dữ liệu rất là thô. Với cái thời đại bây giờ thì data với số lượng của nó là rất là nhiều. Nó đôi khi nó là diversify, nó khác nhau. Đôi khi nó không có được consistency lắm. Data lúc này lúc nọ, có thể các bạn nhận data chưa chắc là được đúng chuẩn. Đôi khi nó có thể bị noise. Mình ví dụ một trong những cái use case mà bên Amanos hay gặp á, là những user họ install app á, họ đến từ gọi là pro install, tức là họ đến từ những cái nguồn rất là nhiều. Đôi khi là từ những cái app store mà bị crack, hoặc là họ install để họ nhận quà. Tiếp tục là data nó sẽ là một cái chuỗi những cái capture về lịch sử. Cuối cùng là một cái factor rất là quan trọng của data, đó là timing. Vì các bạn, như các bạn biết á, data thì thường thường nó sẽ capture một cái time series data nào đó. Thì nếu mà cái thời điểm bạn nhận cái data nó không đúng như mà mình mong muốn á, thì đôi khi data đó là không đạt chất lượng. Ví dụ một cái data mà ở chứng khoán hoặc là data về phía hệ thống liên quan tới tài chính thì rất cần phải những data phải rất là capture vẫn là mới nhất. Sau đây là một vài cái overview về data ở Amanos. Tụi mình có hơn 30 nguồn data source khác nhau. Thì đây là một cái số lượng phải handle rất lớn về loại dữ liệu. Thứ hai là một cái volume rất lớn là 5 TB và khoảng hơn 5 tỷ event một ngày. Thì theo mình được biết, mình có làm việc với lại Google, thì Amanos là một trong top 3 công ty mà có nguồn data hàng ngày lớn nhất ở Việt Nam. Đây cũng là một cái thách thức cũng rất lớn cho tụi mình. Và số lượng data mà chạy running job hàng ngày thì trên 3.000 daily job, tức là rất là nhiều metric. Và mỗi metric nó lại phải nhân với số lượng ứng dụng khác nhau. Nên mình có trên 3.000 cái data job mỗi ngày. Thì các bạn cũng thấy nè, với một cái nguồn hệ thống data mà nó rất là phức tạp, đến từ nhiều nguồn khác nhau, loại dữ liệu cũng nhiều, thì đây là một bài toán cực kỳ thách thức cho tụi mình để build một data system mà nó ổn định. Thì các bạn cũng thấy rồi đó, đây là những cái pain point mà tụi mình cũng đã gặp trong quá trình làm.
thứ nhất là có một cái matrix nào đó mà nó bị lỗi thì rất là lâu để mình detect ra cái vấn đề, hoặc là những cái trend về data nó rất là thay đổi dựa theo yếu tố thị trường mà cần cung cấp insight ngay cho đêm cho đội business vận hành á, thì cũng rất là tốn công để detect cái vấn đề đó sớm. Một cái phần khó khăn nữa là vì hệ thống data quá lớn thì debug nó rất là dễ. Các bạn cũng biết là data nó tới 30 data source khác nhau, nhận từng những nguồn mà không phải của nhà mình, gọi là hết bạc tỷ data, thì việc debug hoàn toàn không dễ. Đôi khi mình phải contact với lại cái đội cung cấp data để mình làm rõ. Tiếp nữa là cái việc backfill data thì nó cũng là rất là khó khăn, vì các metric nó phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ các bạn nếu mà làm trong mảng về data analyst á, thì các bạn sẽ thấy là data này nó sẽ được là phụ thuộc vào data kia, những cái chỉ số nó được neo với nhau và những cái nguồn data nó cũng được liên kết với nhau. Thì khi mà có một cái chỉ số bị sai thì cái việc mà backfill lại data từ ngày máy, những data nào cần phải được backfill á, thì cũng là một cái nguồn cũng bài toán khó của tụi mình. Trong những giai đoạn đầu tiên thì tụi mình cũng thiếu những cái data, cái test nó phù hợp để giữ cho cái hệ thống này nó được scale và nó keep track theo cái chất lượng như cũ ha. Thì đây là bốn cái main point mà tụi mình trong những giai đoạn đầu tiên gặp và cũng đang xử lý dần từng cái. Thì quay lại cái data observability, nếu mà bạn nào cũng đã nãy hồi nãy anh Toàn cũng đã chia sẻ thì trong phía về system mình có four golden signal, là bốn cái chỉ số cơ bản để mình nhìn vào mà mình đo được một cái hệ thống data, hệ thống system nó ổn hay không, là error rate nè, traffic nè, rồi liên quan tới saturation vân vân. Thì trong phía data, đây là một cái nghiên cứu của nhiều công ty lớn, thì data nó chia làm 5 cái pillar để khác nhau, để mình có thể 5 khía cạnh khác nhau để mình có thể quan sát và từ đó ra được nhiều cái insight về một cái data system. Thứ nhất là freshness. Cái data mà bạn nhận á, cái data mà đã tính toán á, nó có up to date hay không, nó có mới nhất hay không, nó được tính toán đúng thời gian hay không. Thứ hai là distribution. Cái từ này nó hơi thiên về data science một chút ha, tức là cái loại data của bạn nằm trong cái range. Ví dụ như lâu lâu bạn có thể nhận một cái loại data mà nó hơi bị skew về một cái bên, ví dụ như là cái vùng data range đó nó không được nằm trong cái vùng chấp nhận. Thì cái data distribution là một cái quan sát thứ hai mà mình cần phải kê. Thứ ba là volume. Ví dụ trong một cái ngày tình cờ bạn nhận một cái lượng data cao bất thường so với cái ngày trước đó, thì đâu đó bạn cũng sẽ cần phải quan sát lại. Cụ thể như là bên phía Amazon mình cũng như nãy mình chia sẻ đó, có rất là nhiều user install từ những cái nguồn khác nhau. Tự nhiên có một cái nguồn nó đột ngột nó tăng, thì mình cũng phải hiểu được là nó đến từ nguyên nhân nào. Thì cái volume cũng là một cái chỉ số quan sát mà cần thiết. Thứ tư là schema ha. Thì 30 cái data source khác nhau cũng đồng nghĩa với lại rất là nhiều cái vendor cung cấp data, tại vì mình có những cái vendor ngoài. Thì việc lâu lâu họ có thay đổi cái API, thay đổi cái schema thì cũng là một cái pain point của nhà mình. Ví dụ như một cái Google Ads ấy, họ có update một cái schema mới, thì làm sao mình detect được vấn đề mà phát hiện để cho sửa lỗi nhanh nhất trong cái hệ thống của mình, thì schema cũng là một thứ quan trọng. Cuối cùng là lineage, tức là cái data nó được depend đằng sau như thế nào, cái field này có depend và field kia như thế nào, cái hệ thống data nó như một cái byline gì đó, làm sao mà các metric nó được depend với nhau. Thì đây là một cái, giả sử như có một bạn nào đó code một cái dòng code mới thay đổi cái byline, cái dependency giữa các metric đó, thì bên phía mình cũng phải quan sát được cái hệ thống đó. Thì với kinh nghiệm nhiều năm làm trong cái ngành về tech và data này á, thì mình sau khi mà đọc được cái tham khảo của cái nghiên cứu này cũng như của các công ty lớn, thì mình khá là đồng ý với lại cái góc nhìn. Thì hầu như tất cả các loại lỗi mà xảy ra trong quá trình làm về data thì đều đến từ năm cái nguyên nhân này, hoặc nó là một trong năm nguyên nhân này, hoặc là đôi khi nó là tổng hợp. Ví dụ như data của bạn có một cái metric nó bị trễ, thì rất là nhiều nguyên nhân nó đến từ một cái do freshness bạn nhận từ cái data nguồn nào đó bị lỗi, hoặc là data cái chỉ số nó đến không đủ, thì có thể là volume bạn nhận không đủ giống như là trước đó bạn đã nhận. Thì rõ ràng năm cái pillar, năm cái khía cạnh này nó sẽ tương ứng với lại four golden signal của các nhóm về monitor về hệ thống.
Đây là 5 chỉ số rất là cơ bản để làm việc trong vấn đề data. Thì từ đó bên mình cũng tiến tới là build một cái system để monitor cái hệ thống nhà mình lại nữa. Thì Amanot cũng luôn luôn là cố gắng để đạt được một cái trạng thái tốt nhất cho cái hệ thống data nhà mình. Thì sau đây là mình có một vài cái bước ha. Bước đầu tiên là mình có preparation, mình chỉnh sửa lại cái hệ thống nhà mình một chút để cho cái việc step tiếp theo nó tốt hơn. Mình architect lại cái pipeline nhà mình với cái structure và convention, chia cái data storage ra từng zone này, rồi stay, ví dụ như là vùng nào là data testing, vùng nào là ad hoc, vùng nào là data pipeline như theo ngày theo giờ, rồi sử dụng nhiều cái label và tagging ha. Ví dụ như là cái tag này là do data của matrix A, matrix B, matrix cho UV, thì mình sẽ cũng sẽ có những cái tagging mà tốt hơn. Và nối, đặc biệt là mình sẽ cố gắng có những cái tag đó nó có ý nghĩa và nó nối toàn bộ tất cả các flow, là giống như cái ID về tracing hồi nãy của anh Toàn đã chia sẻ ha, làm sao mình trace cái vấn đề đó lại. Cuối cùng là cũng sẽ chia cái job, daily job và ad hoc job nó ra để cho nó hoạt động hiệu quả hơn trong cái vấn đề mình monitor. Thì mình sẽ tập trung monitor những cái nào mà quan trọng, cụ thể đây là cái daily job, tại những cái ad hoc nó mò là nó sẽ dễ tỷ lệ lỗi hơn, mình bỏ qua. Tiếp theo là mình collect những cái metric và những cái thông tin cần thiết cho quá trình mình làm một cái observability system. Mình coi thử cái volume từ những cái bảng như thế nào, thời gian nó đến như thế nào, cái quality check của nó như thế nào, ví dụ như là một cái field nó nên nằm ở trong cái range nào, field x, field y, field z nó sẽ nằm ở trên cái range nào, ví dụ như là email nó nên được nằm trong cái vùng nào cho phép chẳng hạn, và những cái important metrics khác. Cuối cùng là sẽ cố gắng build một cái lineage để cho visualize tốt nhất cái luồng pipeline của mình. Và từ đó thì mình sẽ visualize cái tất cả những cái quá trình mà mình đã xử lý data lên cái chart, những cái metric real time nhất có thể. Và sau đó ngoài cái quan sát bằng những cái visualization thì mình còn build những cái hệ thống về alert cho chính cái hệ thống data nhà mình ha. Và sau đây mình sẽ có một vài cái hình ảnh mà nhóm mình đã build ở Amanot. Thì đầu tiên là về cái component design á, thì các bạn hồi nãy các bạn cũng nghe được anh Toàn có chia sẻ là cái open search á, thì mình cũng sử dụng một cái UK stack cho cái phần về observability. Đặc trưng á, là cái mảng là data này chưa có nhiều công cụ mà họ build cho data về system, nói chung về backend thì nhiều lắm rồi, nhưng mà về data thì rất là ít, nên mượn cái ý tưởng từ đó thì mình có build một cái POC và biến thành một cái sản phẩm. Thì các bạn có thấy là ở phía trên á, là một cái flow mà data pipeline rất là abstract của Amanot, từ BigQuery dùng Airflow và sau đó mình đưa về lại BigQuery và sau lên Metabase. Đương nhiên là có những rất là nhiều luồng, nhưng mà cái luồng chính của mình là như vậy. Thì các bạn có thể thấy phía dưới á, là cái phần observability system mình collect từ những cái nguồn về BigQuery audit log nè, về Airflow log, tức là cái phần processing theo ngày nó sẽ đúng sai như thế nào, từ cái schema của BigQuery mà khi mình ra, tất cả mình sẽ được inject vô cái hệ thống EUK. Và EUK thì nó có sẵn tất cả những cái tính toán rồi, tuy nhiên là khi mà mình muốn customize nhiều hơn để link tất cả những cái công việc đó lại á, thì mình có sử dụng nhẹ một cái là Kibana Inject Pipeline để tính toán thêm những cái custom metric, để cho cái thông tin nó more insight hơn, nó actionable hơn. Thì ví dụ như các bạn có thể thấy đây là cái chart về success job. Các bạn có để ý thấy cái chỗ màu đỏ, thì tại ngày 28 tháng 11, cái này là dữ liệu thật ha, mình có một cái một vài cái job nó bị lỗi. Thì từ đây tụi mình sẽ biết được là hôm nay có vấn đề, và mình sẽ drill down vô. Thực ra sẽ có cách là mình bấm vô, mình zoom vô để mình biết thêm đó là data của mình, trong đó cái job bị lỗi thì cụ thể là job nào nó bị nhiều, job nào nó bị ít, thì sẽ biết thêm và sẽ có những cái log đi tương tự để hiểu là cái ngày hôm đó bị lỗi thì mình sẽ nên focus để fix những cái nào, backfill lại những cái nào. Cái ví dụ thứ hai là cái thời gian stack time nó cũng sẽ có thay đổi, tại vì cái job nó có dependency nhau, thì cái thời gian stack time mà nó thay đổi mà đột ngột như vậy thì có vẻ như là
cũng có gì đó thì thường thường lúc đó mình sẽ zoom vô để điều tra tốt rõ hơn ha. Cái đây là một cái ví dụ về data lineage của Amanos, thì mình build dựa trên DBT, thì là một cái công cụ về modeling về data và SQL. Thì từ đây mình có thể biết là các phần về data nó sẽ được liên kết với nhau như thế nào, các bảng nó sẽ liên kết với nhau, cái nào tính trước, nào tính sau. Thì dựa vô đây sẽ là một cái nguồn để giúp cho bọn mình điều tra và investigate nó tốt hơn và nhanh hơn. Cuối cùng thì mình cũng build một cái hệ thống nhỏ về anomaly detection và notify lên Slack. Vì rõ ràng các bạn không thể hàng ngày đi check cái vấn đề anomaly về data được, mà nó không phải là lỗi về random chart, mà nó lỗi về nó là thay đổi cái trend của data. Ví dụ như có một cái chỉ số nào đó nó cao hơn bất thường, thì các đây là cái phần mà nhóm mình tìm đơn giản những cái version ban đầu mình cũng dùng những cái giải thuật cơ bản về moving average thôi, kết hợp với lại Bollinger Band. Thì các bạn có thể thấy cái phần mà màu xanh nó hơi cao hơn hai cái đường màu đỏ và màu xanh lá cây, thì cái phần này mình định đánh giá là abnormal, thì sẽ có notify cho team business để cho họ có phản ứng tốt hơn. Và cuối cùng thì mình cũng xem một vài cái tên tuổi trong ngành mà chúng mình có học hỏi từ. Thì các bạn này cửa cấp, các bạn có trả phí, các bạn không trả phí. Tuy nhiên là tư duy thì nó sẽ giống nhau, cùng là observability, cùng là kiểm tra về chất lượng của data và cái trend của data. Thì cái khái niệm observability cho system không mới, nhưng mà cho data system á, thì nó hiện tại là đang là một cái khái niệm rất là mới trong ngành. Thì nếu bạn nào mà cảm thấy hứng thú cái mảng này thì có thể học hỏi thêm các tên tuổi trên ha. Và mình cũng sẽ không ngại chia sẻ nếu mà các bạn có muốn tìm hiểu thêm về cái mảng về observability cho riêng data. Amanos thì mình vẫn đang tiếp tục trên cái con đường để build cái hệ thống đó tốt hơn thôi. Tuy nhiên là các ý tưởng ban đầu cho tới lúc cuối cùng á, nó còn rất là nhiều, nhưng mà không, điều đó không nghĩa là mình sẽ dừng lại. Nhóm luôn luôn sẽ build một cái hệ thống data mình tin là sẽ là xịn nhất top ở Việt Nam. Cảm ơn mọi người.